Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTuber Hero đây. Và hôm nay mình làm clip này về cách hướng dẫn cho mọi người sử dụng cách hiệu quả nhất con Goblin Barrel. Trước thì mình đã làm về clip này rồi. Tuy nhiên, mình thấy là mọi người làm chưa đúng này. Quăng còn nhiều sai nhiều cái nữa này. Clip trước thì mình làm khá là dài dòng, nên là bây giờ mình sẽ làm vắn tắt và chuyên sâu hơn một chút. Đầu tiên là mình sẽ vào trên link này, các bạn để ý nhé. Tên đầu tiên mình có Goblin Barrel rồi. Thì mình quăng ở vị trí này. Đầu tiên mình sẽ quăng ở vị trí chính giữa. Mục tiêu của cái tên này là làm gì? Thăm dò xem đội bạn có gì. Tên thứ hai mình sẽ quăng ở đây. Vị trí sau cùng, check sang bên trái so với trục một ô. Sau chục đấy, một đó. Ok. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại và tại sao mình lại chỉ còn có một vị trí đấy so lệch so với trụ chính. Khi các bạn quăng chính giữa so với trục này, so với trục trụ bên trái này, thì các bạn xem đều gì ra nhé. Đấy, một con Goblin nó sẽ tấn công vào trụ chính rất chuyên nguy hiểm, và như vậy là sẽ gây bất lợi cho chúng ta, đúng không? Ok. Và mình không biết giải thích tại sao, nhưng mà tại sao mình lại ném một cái vị trí mà sau cùng xích sang bên trái so với trục chính một ô ấy, trục chính của bên trụ bên phía mà mình quăng ấy, thì mình thấy là mình quăng cái vị trí đấy lừa được rất nhiều người. Ví dụ như là 10 trận đấu thì mình lừa được 8 người, còn so với đánh với những cao thủ thì mình thường là không lừa được. Và các bạn lưu ý nhé, khi mà mình quăng ở hai vị trí đấy phải đảo qua đảo lại cho nhau, không bao giờ được. Ví dụ như tên đầu tiên bạn quăng ở vị trí chính giữa, nhưng mà tên thứ hai này bạn phải quăng ở vị trí sau cùng và đảo ngược lại, để cho đội bạn làm thế nào cho đội bạn là gọi là làm theo cái mạch quán tính, tức là cứ nghĩ là mình quăng ở đấy nhưng mà thực chất là mình không quăng ở đấy. Đấy là một phương pháp lừa đấy. Và bây giờ mình sẽ nói về khi nào mà các bạn quăng chính giữa, là khi mà các bạn đã biết rồi là đối phương có gì, thứ hai nữa là đã ra gì ở tên trước, còn lại gì, và mình quăng ở vị trí chính giữa trụ, hiểu không? Ví dụ như đội bạn đã ra gậy, ra giáp, ra cung, ra tất cả rồi ở chính giữa, thì bạn ra hết rồi thì các bạn quăng ở chính giữa thôi, thì đơn giản là tất cả không còn gì để thủ. Tuy nhiên, ở một trường hợp nữa mà mình muốn nói ở đây, khi chúng ta mà không thể quăng ở chính giữa được mà chúng ta phải quăng lệch về một ô, lệch về một phía, tức là xếp hàng với so với lại góc bên phải này, góc bên cạnh trước, cạnh sau, cạnh bên, cạnh bên phải, cạnh bên trái, là khi mà đội bạn không còn quan nào đã không còn mình nói là không còn quân để chặn đầu chặn cuối. Đại loại như đối với mình hay sử dụng như là Vanky với lại Skeleton, là những con mà mình thường sử dụng là chặn đầu chặn cuối. Ví dụ như là mình sẽ đặt thường là mình sẽ đặt Vanky này ở cạnh trước, và sau đấy là mình sẽ cho Canxi ở cạnh sau, và như vậy là sẽ kẹp được Goblin Barrel của đối phương. Tuy nhiên, vì vậy thì các bạn phải lưu ý là khi mà đối phương đã vẫn còn những con như kẹp đầu kẹp cuối như kiểu vậy, hoặc là Gnai, hoặc là Canxi, hoặc là Vanky, nói chung là thì mình sẽ quăng lệch về một phía. Các bạn lưu ý nhé, quăng lệch về một phía, các bạn để ý nhé. Bây giờ mình sẽ chỉ luôn cho dùng deck này cơ. Đây, thì các bạn để ý nhé, khi mà đối phương đã có những con mà vẫn còn những con trên deck thủ được trận đầu trận cuối, thì mình quăng ở vị trí này. Thứ nhất, xếp hàng ở trước. Đấy, xếp hàng trước. Có khi là xếp hàng ở phía thế này. Các bạn nhìn cách của mình này. Đấy,
xếp vào vị trí đấy. Khi mà đối phương đã ra rồi và vẫn còn những con chặn đầu chặn cuối thì các bạn nên quăng ở vị trí về một phía. Các bạn lưu ý nhé. Đấy là những thứ mà mình kinh nghiệm của mình sử dụng Golden Barrel từ hồi chơi game bây giờ thì mình đã đúc kết được cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ đánh một vài trận để xem, để chứng minh và giải thích, đã giải thích rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ làm đi thực nghiệm cho các bạn xem là những cái mình thường quăng ở những vị trí đấy. Ok, bây giờ bắt đầu nào. Tôi đầu tiên mình chưa có Golden Barrel thì mình cứ cho canxi lên trước, sau đó mình quăng Golden Barrel ở vị trí này. Thường mình quăng ở vị trí này đấy, có trận đầu trận cuối rồi mình quăng ở đấy. Đối phương đã ra lát vào lúc rồi thì mình sẽ quăng chính giữa thôi. Đấy, các bạn biết là đối phương đã ra trước rồi, mình phải quăng đến phía sau. Đấy, quăng phía sau nhá. Đấy. Cho lượn lên thôi. Nhắc lên, rồi, hay quá. Đối phương vẫn còn giáp, còn lóc, mình sẽ quăng vị trí sau cùng. Đối phương không ra. Không ra và ra rất chậm. Tên này mình phải ép đối phương là phải ra gậy. Đấy, các bạn cứ để ý tại sao cái tên cuối cùng mình lại quăng ở chính giữa. Tại vì là đội bạn đã ra tất cả rồi, đã ra tất cả mọi thứ rồi, có giáp này, có gậy này, ra hết rồi thì mình sẽ quăng ở vị trí đấy. Và bây giờ mình sẽ kiếm một trận mà mình quăng ở vị trí sau cùng mà mình có thể lừa được đội bạn. Ok, tên đầu tiên mình có Golden Barrel rồi thì mình quăng ở đâu? Thường mình sẽ quăng ở vị trí này, mình sẽ không quăng ở vị trí chính giữa mà xếp hàng đấy. Và mình đã lừa được ở trong tên này, mình đã thấy là mình đã lừa được đội phương khi mà có ra được Golden Gang.
Tiếp theo mình sẽ quăng vị trí nào? Mình biết là đối phương đã còn vẫn còn mấy con goblin này, thì mình sẽ quăng vẫn vị trí trước thôi, hoặc là chính giữa. À, tôi này chơi lava. Chơi lava thì mình như nào? Chơi lava thì cực khá là đơn giản luôn. Tại vì mình cũng biết là đội bạn đã có ra những con như là quân yếu hơn mình, thì mình đánh khá là thoải mái thôi. Hỗ trợ cho quý giáp. Đúng rồi, hỗ trợ quý giáp. Hỗ trợ quý giáp. Đây các bạn chú ý mình combo nhé. Mình chắc chắn là đội bạn sẽ có ra Goblin Goblin Gang ở bên kia. Thì mình sẽ dùng tên này từ từ đã, mình sẽ kén đội bạn đã ra Goblin Gang rồi, mình không thể combo như vậy. Mình sẽ dùng tên đợi tên sau vậy. Rất là đội bạn đối phương này dùng lava và sau lại cũng có cả cổ mộ với lại có cái này. Đấy rất chi là lung tung. Đấy, lava thả kiểu lung tung lung này. Đánh không hay. Chống. Ép đánh lava để mà đánh thật nhanh. Không chần chừ được. Sẽ kéo về bên này. Từ sau thì mình cũng thắng rồi, mình kéo. Bình thường là mình sẽ kéo về phía bên phải, về bên mép ấy. Nhưng mà bây giờ mình không kéo về bên đấy. Vì như vậy là kéo nó sẽ mất nhịp. Mất nhịp cho con Vinzat. Nó phải mất 2 nhịp để nó bước nó theo bắn đối bắn khí cầu. Khá là mất thời gian. Bạn này là người Sài Gòn à? Muskin này. Nghe tên cũng chưa tên Việt Nam á. Đâu. Hay đấy. Tuần đầu tiên mình lỗ bên kia là 6, 7, 11, mình cũng lỗ. À, mình cũng 11 cũng hòa, không bị lỗ. Tại sao đặt cái canon vô duyên đấy nhỉ? Đặt canon quá vô duyên luôn đấy. Đây, đội bạn đã có đặt canon bên đấy thì mình sẽ đặt mép thôi. Kéo về xiên 3. Ồ, hay đấy. Trận này khó ăn rồi. Có lên nào, đừng để thua. Đừng để thua. Từ. Rồi chén nhanh thế. Level 11, lận 10, sợ thật. Rồi, cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình nha, mình đang quay clip rồi. Trận này mà thua thì hơi đau đầu ấy. Có bộ. Hay quá, các bạn để ý combo mình đấy. Combo, tại sao mình hay sử dụng cung? Khi cái combo với lại kiểu này thì mình combo hiệu quả hơn nhiều. Một cao thủ rồi. Tà giáp luôn á.
Ra rồi này làm gì? Bạn đánh như vậy là hơi manh động ấy. Mình nghĩ tuần đấy mình không, bạn không cần phải dùng giáp. Chơi lợn đi, chơi lợn đi. Hai bơm luôn hả? À? Bạn hay lắm. Đánh hay vậy khi nào mới chết? Phải bôn luôn. Phải bôn chật rồi. Phải bôn chật. Kéo về. Bây giờ các bạn để ý mình xem nhá. Ok. Và bây giờ mình sẽ tổng kết cho các bạn. Tổng kết cho các bạn những cách mà mình vừa nói đây, nói ở đây. Thứ nhất, turn đầu tiên mình phải quăng chính giữa hoặc là quăng trước trụ một đô. Đơn giản turn đấy là chỉ là thăm dò. Thăm dò. Ok. Turn tiếp theo mình sẽ quăng ở vị trí nào? Khi mà đối phương chưa ra giáp đó, cung vân vân thì các bạn quăng ở vị trí sau cùng, check sang bên trái một đô. So với trục của trụ mình quăng ấy. Ví dụ trụ trái thì lệch sang bên trái này, trụ phải thì lệch sang bên phải. Và khi đối phương đã ra rồi thì mình quăng chính giữa thôi. Quăng chính giữa. Và một cái điều nữa mà các bạn lưu ý, khi mà đối phương vẫn còn những con trận đầu trận cuối như kiểu Knight này, Canxi, thì các bạn sẽ quăng ở đâu? Quăng lệch về một phía. Bạn lưu ý nhé, quăng lệch về một phía. Lệch về một phía so với bên trụ. Mặt bên trái, mặt bên phải, mặt trước, mặt sau. Nếu các bạn vừa xem cái clip của mình ấy, những cái mà mình quăng đấy, thì các bạn có để ý nhá. Và một điều nữa mà mình muốn nói ở đây, tức là khi mà các bạn sử dụng Gobi Marel thì các bạn sử dụng combo với cái nào là ngọt nhất? Ngọt nhất, các bạn để ý nhá. Ngọt nhất thì các bạn, mình sử dụng là Around. Thứ nhất, rào vẫn như thế nào có thể giết được ruồi, muỗi, canxi, những thứ lung tung như còn mấy con lít nhít Gobin Gang, cực kỳ ngọt khi mà combo với lại Gobin Marel. Mà thứ hai nữa là bạn có biết là rào bán kính rộng, cô khoe bao vùng được rất rộng so với lại phái bôn, so với lại rát. Đấy, các bạn lưu ý nha. Và đấy, tất cả những gì kinh nghiệm của mình chơi từ đầu đến giờ. Có gì mình đúc kết được là mình làm clip này. Và các bạn lưu ý nha, khi mà quăng ở các vị trí đấy, phải đảo lộn cho nhau, quăng một cách linh hoạt lên. Hai tơn đầu quăng ở vị trí này thì tơn thứ ba phải quăng ở vị trí kia, tùy theo tình hình mà quăng. Cứ đảo ngược lại cho nhau. Không bao giờ được cái kiểu mà quăng đúng một vị trí suốt từ đầu game đến cuối game, quăng đúng một vị trí thì các bạn sẽ gọi là các bạn sẽ thua rồi, tại vì bắt bài. Và mình quên một giải thích một cái nữa là tại sao mình chỉ quăng ở vị trí sau cùng bên trái là sau cùng này, so với trục chính này, như lệch trái lệch phải ở vị trí đấy. Và tại sao mình không quăng ở góc này? Tại sao mình không quăng người lùi sang xuống lại gần hơn? Tại đơn giản bởi vì khoảng cách này, về so với khoảng cách thì khoảng cách ở đấy là gần nhất này. Nếu mà so với góc thì ở đấy là gần nhất. Và thứ hai nữa, khi mà mình quăng ở vị trí sau cùng thì mình sẽ lừa được lốc, lừa được gậy khá là nhiều. Các bạn lưu nhé, tỷ lệ thành công khi mà lừa gậy khá là nhiều. Và thì lừa bên giáp cũng khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là mình lừa gậy, sau đấy là mình giáp này, và cuối cùng là cung. Tại vì các bạn biết là cung cái vùng bao rộng ấy, vùng bao quanh khá là rộng, nên là mình nói chung là lừa, nói chung là lừa, làm linh động lên và lừa. Ok, mình kết thúc video ở đây. Và các bạn nào mà cứ có câu hỏi thì cứ comment cho mình biết, hoặc là những bạn nào mà có những kinh nghiệm nào hay thì cứ comment cho mình để góp ý, chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho nhiều người chơi mới,
nhiều các bạn mới các bạn chưa biết, và những bạn nào mà xưa những bạn nào mà không xài Goblin Barrel thì cũng nên biết cách là chống như thế nào, đừng có nóng vội, cứ để cho nó chạm đất đã, cứ để cho nó chạm đất đã rồi hãy quăng, mà quăng đúng thời điểm nhé. Nếu mà các bạn mà quăng chậm hơn một nhịp là các bạn mất mấy trăm máu rồi đấy. Ok, và tôi mình kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn.